Trong tháng 4 năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên, chú trọng công tác phát triển hội viên để xây dựng Hiệp hội ngày càng lớn mạnh. Tại buổi họp mặt thường kỳ tháng 4, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao quyết định cho 3 doanh nghiệp tham gia Hiệp hội. Các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo, xây dựng và giáo dục. Đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa có hơn 400 hội viên.